chào mọi người. Mình đã chuẩn bị đồ xong dạ, hết chưa vậy? Xong hết rồi chị. Dạ. À, quý khán giả biết đó, hành trình cắt tóc thì chắc chắn không thể thiếu bộ dụng cụ này. Ở đây thì tôi thấy có rất là nhiều kéo nè, lược và nhiều loại tông đơ nữa. Dạ. Mấy đứa ơi, xuất phát nha. Dạ. Rồi, lên đường thôi. Lên đường. Chị có cần chị phụ gì không? Dạ, được rồi chị. Nhóm của mình là được bao nhiêu người hả dạ, Dẫn? Nhóm em được 10 người nhưng mà em cử 3 người ở lại để coi tiệm. Tiệm à. Dạ. Dạ. Mấy đứa lên xe mấy đứa ơi. Dạ, thưa quý khán giả, à, trong số những người thợ cắt tóc ở đây thì có những bạn rất là trẻ, giống như là bạn Tới, bạn Phúc đây thì chỉ có 16 tuổi thôi. À, số còn lại thì các bạn cũng chỉ tầm 20 đến 20 mấy tuổi là lớn nhất. Họ cùng nhau làm nghề và cứ mỗi một tháng thì lại dành hẳn 1-2 chuyến để đi thẳng về các xã vùng sâu cắt tóc cho bà con. À, rất là xúc động quý khán giả, bởi vì ngay khi chúng tôi vừa đến đây thì đã có nhiều người ngồi chờ sẵn rồi. À, trai có, gái có, người lớn tuổi có mà trẻ em cũng có nữa. Và các bạn trong nhóm cắt tóc thì cũng đã bắt tay vào cái công việc chính của mình. Dạ, con chào ông. Ông ơi, đã bao lâu rồi mình chưa cắt tóc ạ? À? 2 tháng. 2 tháng là do dịch mình không đi cắt được hay sao ạ? Rồi dịch mình với nhà xa quá. Dạ. Em thì vui thì được cắt tóc cho mấy chú. Ừ. À, chú thì ở trong vùng quê vùng sâu, nó đi ra ngoài chợ thì nó hơi xa xôi ha. Xa xôi. Với lại cắt mái tóc ở vùng quê tầm cỡ 20-30 ngàn, đối với mấy chú thì nó rất là quan trọng. Thưa quý khán giả, những đôi tay rất là trẻ nhưng mà cắt tóc rất là chuyên nghiệp, rất là điêu luyện đó ạ. Và điều mà tôi cảm thấy rất là quý ở các bạn đó chính là các bạn đã dùng chính cái nghề nghiệp của mình để mang đến hạnh phúc cho mình và mang đến niềm vui cho người khác. Đây là mái tóc cao, trông rất là thời trang, con có thích không nè? Thích. Dạ. Và đây là mái tóc tém của cô. À, cô ơi, cô có hài lòng với cái mái tóc của ngày hôm nay không ạ? Hài lòng. Dạ. À, ngày hôm nay tới đây thì có cái điều gì làm cho cô cảm thấy ấn tượng, cô kể cho con nghe đi. Thấy cái ông xăm mình đó mà tôi thấy mới thì sợ mà giờ hết sợ rồi. Tại sao ạ? Thấy ông hiền. À, nói chuyện hiền quá đúng không ạ? À? Có lẽ từ chính việc làm thiết thực này, các bạn đang dần thay đổi cái nhìn của người lớn tuổi về người trẻ cá tính. Những người trẻ suốt 3 năm liền luôn nhiệt tình hăng hái, dù họ biết thù lao cắt một mái tóc chỉ đơn giản là một nụ cười. Trong hành trình mang yêu thương về vùng sâu lần này, nhóm của Lê Dẫn còn phối hợp với một nhóm YouTuber khác vận động trao 150 phần quà cho bà con nghèo. Chỉ là gạo, là mì, là một ít nhu yếu phẩm, nhưng ai cũng vui, ai cũng hy vọng điều tử tế này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng tích cực cho những thanh niên trẻ nơi mà họ đi qua.